Nhị hoa ngày Tây là một cái loại thảo dược rất là tốt cho sức khỏe, nổi tiếng với công dụng là cải thiện rối loạn giấc ngủ, điều hòa huyết áp, tăng nội tiết tố nam nữ, rất là tốt cho gan thận, hỗ trợ dạ dày, tăng cường sinh lý cả nam và nữ. Và ít ai biết đến cái công dụng của nhị hoa ngày Tây là giải rượu bia rất là tốt. Và hôm nay Thảo sẽ chia sẻ cho mọi người cách sử dụng nhị hoa ngày Tây như thế nào để giúp cho các anh tăng tửu lượng của mình lên, và sau khi mà tàn một buổi nhậu thì chúng ta sẽ có một cách giải bia rượu tốt nhất để ngày hôm sau chúng ta bắt đầu một ngày mới mà không còn phải đau đầu chóng mặt do bia rượu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Thảo trong ngày hôm nay. Thảo xin tự giới thiệu, hiện tại Thảo là nhà phân phối Sarong của hãng Panama Sarong, được nhập khẩu chính ngạch về Việt Nam và do công ty Tây Á độc quyền phân phối. Nhị hoa ngày Tây là một cái loại thảo dược rất là tốt cho sức khỏe. Và hôm nay Thảo sẽ chia sẻ cho mọi người cách sử dụng nhị hoa ngày Tây để giúp cho tăng tửu lượng của mình lên và giải bia rượu một cách tốt nhất. Chúng ta đều biết là bia rượu là không có tốt cho sức khỏe, nhưng không thể nào mà tránh khỏi 100% được. Nhưng mà đối với các anh á, mà gọi là công việc phải tiếp khách hàng thường xuyên thì nên phải sở hữu cho mình một cái hũ nhị hoa nghệ tây sợi và một hũ nhị hoa nghệ tây ngâm với mật ong như thế này. Và trong cái túi, trong cái gọi là trong văn phòng của chồng Thảo luôn có một cái hũ nhị hoa nghệ tây sợi như thế này. Trước khi đi nhậu thì chúng ta dùng một ly nước nhị hoa nghệ tây như thế này ạ. Chúng ta sẽ pha tầm 10 đến 15 sợi vào 200 ml nước ấm. Nếu như mà trong cái văn phòng của mình không có nước ấm thì các bạn hoàn toàn sử dụng nước lọc cũng rất là tốt. Và khi mà ly nước nhị hoa nghệ tây chúng ta ra đầy đủ dược chất như thế này thì chúng ta hoàn toàn đã có thể sử dụng được. Và các bạn uống luôn sợi nhị hoa nghệ tây nha để phát huy cực kỳ tác dụng nha. Và sau khi nhậu xong á, thì để giải bia rượu một cách nhanh và hiệu quả nhất thì anh chị em nên sử dụng nhị hoa nghệ tây ngâm với mật ong nha. Và cách pha như sau: khi mà đi nhậu về thì chúng ta sử dụng thêm một ly nước nhị hoa nghệ tây ngâm với mật ong như thế này, rất là bổ dưỡng, thơm ngon và giải bia rượu cực kỳ hiệu quả luôn. Múc một muỗng nhị hoa nghệ tây pha với nửa ly nước ấm như thế này, quậy đều lên và như vậy là dùng, mùi vị rất là dễ dùng nha mọi người. Và sáng hôm sau khi ngủ dậy thì chúng ta tiếp tục một ly nhị hoa nghệ tây ngâm với mật ong này để khởi động một ngày mới đầy năng lượng và giúp cho chúng ta khỏe khoắn hơn, không còn bị nhức đầu chóng mặt do tác dụng của bia rượu ngày hôm qua nha. Và vừa rồi Thảo đã chia sẻ cho mọi người cách sử dụng nhị hoa nghệ tây như thế nào để giúp cho khi mà chúng ta nhậu thì sẽ tăng cái tửu lượng lên và sau khi nhậu về thì sẽ giải bia rượu một cách tốt nhất. Các bạn cảm thấy sự chia sẻ của Thảo hay và bổ ích, các bạn bấm đăng ký kênh để biết thêm nhiều thông tin về nhị hoa nghệ tây cũng như cách chia sẻ về nhị hoa nghệ tây hiệu quả nhất, và chia sẻ kênh giúp Thảo để nhiều người được biết hơn cái mẹo sử dụng nhị hoa nghệ tây trong cái video hôm nay của Thảo nha. Thảo cảm ơn mọi người đã xem hết cái video hôm nay của Thảo và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo.